thứ nhất là chúng ta có đậu phộng sống còn vỏ là 200 g. Thứ hai nữa, dầu ăn. Dầu ăn các bạn sẽ sử dụng khoảng chừng 2 hoặc là 3 muỗng canh thôi. Thứ ba là rượu trắng. Rượu trắng các bạn cần rất là ít, các bạn chỉ cần có 8 g rượu trắng thôi, có nghĩa là một muỗng canh đầy rượu trắng. Kế đó là các bạn cần muối, chúng ta sẽ cần khoảng 3 g muối, tức là khoảng nửa muỗng cà phê muối. Và cuối cùng chúng ta cần bột ớt. Nhớ lưu ý là cái bột ớt của mình sẽ là bột ớt mình nha. Bây giờ đầu tiên, giai đoạn đầu tiên là các bạn rửa đậu. Các bạn lấy đậu, các bạn sẽ rửa với lại nước muối. Chúng ta sẽ lấy 100 g nước với lại 5 g muối. 5 g muối là khoảng gần một muỗng canh á. Các bạn hòa chung với lại 100 g nước. 100 g nước nó tương đương khoảng một chén nước. Các bạn hòa chung với nhau và chúng ta sẽ rửa sơ qua cái phần đậu này. Rửa xong rồi các bạn sẽ vớt ra để cho thật ráo cái đậu trước đã. Rang đậu có bỏ dầu cùng một lượng vào trong dầu đậu luôn và rang chung với lại đậu. Mỡ các bạn ráng để cho cái tốt mỡ nó phải vàng giòn nha. Nó phải vàng mà nó có cái độ giòn để mà cầm cái miếng mỡ lên khi mà ăn nó có cái độ giòn. Sau đó tiếp tục rang thêm 3 phút nữa. Rồi chúng ta cho gia vị vào, tắt bếp, chúng ta cho gia vị vào và chúng ta có thể cho ra dĩa.